Hơn hai thế kỷ tồn tại, làng bánh tráng Thuận Hưng là làng nghề lâu đời nhất nhì Cần Thơ. Nhờ được chuộng, từ chỗ chỉ tập trung vào mùa Tết, giờ bà con sản xuất quanh năm. Đều đặn mỗi ngày, chị Liên có gần 3.000 bánh mới để bán. Những cái bánh mỏng dánh mà giúp cả nhà no ấm suốt hai mươi mấy năm nay. Không biết có làm giàu không mà mình cũng được cái nhà tường. Nói cho vui thôi thì mình cũng kể như là xóa đói giảm nghèo đi, mình cũng khỏi được cái cảnh nghèo. Tại vì truyền thống mình mần cái nghề này nè, giờ người ta thích cái nghề này lắm luôn. Có bánh tráng này ha, giờ dễ lắm, người ta mua người ta cho rồi đó. Chứ cái nghề này thì cực dữ lắm luôn, mà giờ mình mần quen rồi. Cũng khởi nguồn bằng đam mê, những người giữ lửa cho từng mẻ bánh lại còn rất trẻ. Từ kinh nghiệm của ông bà, chị Trân và bạn bè từng bước thử nghiệm để làm mới bánh quê. Ông bà ta hồi xưa thường hay có chuối, quần chuối có, rồi có bột gạo, là cứ vậy là làm ra bánh thôi à. Chứ không có gì, còn bây giờ thì mình biến tấu hơn nữa. Ở đây có bánh chuối sô-cô-la, hoặc là bánh chuối xốp, mình ủ men xíu thôi. Còn bánh bò cũng vậy nữa, hồi xưa thì ông bà ta thường thấy làm màu trắng không à. Nhưng mà ở đây thì mình làm ngũ sắc luôn. Màu gốc nè, rồi màu tím lá cẩm, rồi màu xanh hoa đậu biếc. Giữa thời bột làm sẵn, cái cối đá chỉ để gợi nhớ về ngày xa xưa. Nhưng bánh quê thì khác khi tìm được sức sống mới. Cái làm bánh này lợi nhuận không cao, nhưng có cái niềm đam mê. Cái giới trẻ nó chịu nhào vô, nó đầu tư, nó khởi nghiệp, nó chịu, nó mày mò, nó làm thì hết sức quá nghênh. Có người kế thừa rồi, mà kế thừa cái này để giữ lại những cái giá trị, những cái bản sắc văn hóa, ẩm thực trên vùng đất phương Nam.